Chỉ có 100 ngàn, nhưng mà con cá là cực kỳ to luôn nè các bạn. Con cá rất là to. Sẽ ăn kèm với lại bún. Bây giờ mình sẽ cuốn với lại bánh tráng với bún nước sẵn rồi. Chút bún mình bỏ vào đây. Mình sẽ
món này ăn hợp nhất là với mắm nêm. Mắm nêm thì cô Đào đã pha sẵn gia vị ở trong rồi. Mắm rất là thơm ngon. Các cái món cuốn này thì nước mắm cũng vô cùng quan trọng, và mình thấy là nó không có hôi mùi mắm một chút nào, pha rất là vừa miệng. Cá thì là chín thơm, thơm đặc trưng mùi cá lóc, và các loại rau nhiều thì ăn món này rất là ngon, không có ngán. Mình có thể những hôm nào mình chán cơm mình có thể mua món này về để ăn chơi cũng được.